Xin chào mọi người. Trong bài hôm nay thì mình sẽ cùng tổng kết Family Tree, những cái điểm ngữ pháp quan trọng, và mình đi vào phần đầu tiên của Family Tree. Rồi, đầu tiên là bài 1. Thì mình thấy có là học cái cấu trúc, học những cái từ chỉ vị, chỉ từ chỉ vị trí. This là đây là dùng cho số ít. These are là dùng cho đây là những. Là những cái thứ mà đây là những cái thứ mà mình có thể chạm vào, chỉ vào được. Và ở số nhiều, that is là kia là, nhưng mà là một thứ. Dùng is có nghĩa là dùng cho số ít. Và those are là dùng cho kia là những, tức là ở xa vị trí người nói và ở dạng số nhiều. Rồi, tiếp theo number 2 của mình là mình học về cách nói là tính từ. Mình dùng tính từ và mình hỏi câu hỏi yes no. Ví dụ mình nói là chúng tôi hạnh phúc là we are happy. Mình sẽ không nói là we happy được. Happy là tính từ nên mình phải có động từ to be là is, am, are đi theo. Tương tự they are tired, họ thì mệt mỏi. Mệt mỏi là tính từ cho nên phải có động từ to be are. Are là tại sao? Là vì cái chủ từ nó đi tùy vào chủ từ mà động từ to be được chia ra, thì cái này là mình đã biết rồi ha. Tương tự như vậy, khi mình muốn chuyển thành câu hỏi, mình chỉ đơn giản là đưa động từ to be ra đầu câu thôi. Are they hungry? Họ có đói không? Yes, they are. No, they aren't. Tương tự, mình hỏi là are you happy? Bạn có vui vẻ không? Hạnh phúc không? Yes, I am. No, I'm not. Rồi, number 3 của mình là nói về có thể, không thể và câu hỏi đối với có thể. I can skate là tôi có thể trượt patin, nhưng I can't swim, tôi không thể bơi. Và muốn đặt câu hỏi, mình sẽ đưa chữ can lên đầu câu là được. Đối với tất cả các ngôi, mình đều dùng chữ can. Cái phần này rất là đơn giản ha, không có gì thay đổi hết. Bởi vì can nó là modal verb, là động từ đặc biệt, cho nên nó không có gì thay đổi. Dù cái ngôi của nó có là ngôi he, she, it hay they, you, are, đều không thay đổi. Can she play tennis? Cô ấy có thể chơi tennis không? Yes, she can, và no, she can't. Tiếp tục là bài 4 là bạn có cái gì đó không? Thứ nhất là dùng cho cái ngôi mà là bạn, là have you. You thì nó đi với have. Have you got? Là bạn có sinh tố không? Milkshake. Nếu trả lời có yes I have, không thì no I haven't. Cái sau mà cái chữ yes I gì đó, I do, I can, I will, I gì đó là tùy thuộc vào cái chữ đầu tiên trong câu hỏi. Chữ đầu tiên trong câu hỏi là chữ can thì mình yes I can. Chữ đầu tiên trong câu hỏi là have thì yes I have. Đó là cái cách để mình nhớ rất là dễ. Nếu như ngôi của nó là he, she, là ngôi thứ ba số ít, thì mình sẽ dùng là has. Has she got fries? Anh ấy có khoai tây chiên không? Yes, he has. No, he hasn't. Mà thế, mọi người thấy không? Người ta lấy chữ has ở đầu câu hỏi để đưa ra làm cái câu trả lời. Rồi, unit 5 của mình là mình có môn gì vào thứ mấy nè. What have we got? Chúng ta có cái gì? Thì ở đây không phải là chỉ là môn học, ví dụ như hỏi về thức ăn hay cái gì cũng được. What have we got on Monday? Và thứ hai, chúng ta có môn gì? We've got English. Chúng ta có môn tiếng Anh. Và chúng ta sẽ hỏi là khi nào, là mình dùng chữ when. Khi nào chúng ta có PE? When have we got PE? We've got PE on Thursday. Chúng ta có môn thể dục vào ngày thứ năm. Ví dụ, what have we got in the afternoon? Buổi chiều chúng ta có cái gì? Hoặc là what have we got in the breakfast, và bữa sáng chúng ta có cái gì, thì chữ what have we got là nhìn chung là chúng ta có gì. When have we got là khi nào chúng ta có, dành cho mọi thứ mọi người ha. Tiếp theo là mình dùng cái dạng khẳng định và phủ định ở dạng hiện tại đơn nè. I visit my grandma là tôi thăm bà tôi, dùng ở hiện tại. Nhưng nếu tôi không thăm, dạng phủ định. Phủ định có nghĩa là không. Tôi không thăm bà của tôi là I don't visit my grandma. Tôi có là I have music lesson. Tôi không có là I don't have. Với I eat là tôi ăn. I don't eat. I go. I don't go. Mình thêm chữ don't vô thôi mọi người ha. Ở đây là mình mới nói tới cái ngôi ai thôi. Ngôi he she thì mình sẽ học sau. Bài số 7 là mình hỏi là bạn thích gì và anh ấy thích gì. What do you like? Là bạn thích cái gì. I like balloons. Tương tự, tôi không thích là I don't like. Thêm chữ don't vào. Còn nếu như ngôi là he she it, ngôi thứ ba số ít, thì mình sẽ dùng là does, mình không dùng là don't. What does he like? He likes và he doesn't like. Mình chú ý một cái điểm là khi mà dùng he likes thì mình phải thêm s vào chữ likes. Nhưng khi dùng doesn't like thì doesn't nó chia rồi, thì chữ like đưa về nguyên mẫu, chữ like không thêm s nữa. Mình chú ý chỗ này. Bài 8, what's the time? Là bây giờ mấy giờ?
o'clock là 7 giờ. Rồi, trong cái câu trả lời á, nếu như mình nói là mình thức dậy lúc 7 giờ thì cái chữ lúc đó là mình dùng chữ at trong tiếng Anh. She gets up at 7 o'clock. Mình không có nói she gets up 7 o'clock. Bài chính của mình là ai đó làm việc ở đâu? Where does he work? Anh ấy làm việc ở đâu? Vẫn là chữ does này ha, giống như what does he like vậy đó. Đây là trợ động từ thì hiện tại đơn, cho nên là đối với ngôi thứ ba số ít luôn dùng là does. Mọi người xem lại cái video phần thì của mình ha, nên sẽ rõ hơn. He work in an airport. Anh ấy làm việc ở sân bay. Tương tự như chữ like thì chữ work này mình cũng thêm s vào. Nếu như muốn đổi thành câu hỏi yes no là có ấy có làm việc ở quán, ở cửa hàng không? Does he work? Thì mình đưa chữ does lên đầu câu. Does he work in the shop? Yes, she does. Đó, mình lấy chữ does này gắn vào các câu trả lời và no, she doesn't. Bài 10 của mình là mình nói về thời tiết. It's sunny là trời nắng. Put on your sun hat là hãy đội nón lên. Don't put on your coat là đừng mặc áo khoác. Put on này mọi người nhớ ha, mặc, đội, đeo, bôi kem chống nắng, mình đều dùng chữ này. Bài 11 là nói về trang phục. What are you wearing? Bạn đang mặc cái gì? Và mình chú ý là ở đây mình đang học một cái thì hiện tại tiếp diễn, chỉ là cái người đó đang làm cái hành động nào đó. I am wearing, tôi đang mặc a blue skirt là một cái váy màu xanh dương. Thì mình nhớ chú ý là có động từ to be là am và thêm ing vào động từ chính là wearing. Tương tự, nếu như ngôi thứ ba số ít thì mình nói là what's he wearing, động từ to be là động từ is. He's wearing, đó cũng dùng động từ to be và verb in vào động từ chính. Tiếp theo, mình hỏi là bạn đang làm cái gì thì what are you doing? Nếu như anh ấy là what is he doing? Nếu là họ là what are they doing? Và cái cách trả lời là I am talking, he is eating, they are dancing. Giống như bài trước. Bài 13 mình nói về cái dạng so sánh hơn đối với tính từ ngắn. Mình đang chỉ dùng tính từ có một âm tiết thôi. Từ từ khi mình học lên thì mình sẽ biết được các dạng khác. The sheep is bigger than the goat. Con cừu thì bigger là lớn hơn con dê. Tương tự, the boy is shorter than the girl. Bạn trai thì sắp hơn bạn gái. Rồi, bài 14. Mình học về thì quá khứ đơn. Cho động từ to be. Nếu mà là ở những cái chủ từ số ít như là I, he, she, it, mình dùng là was. I was naughty. Tôi thì nghịch ngợm. He wasn't sad. Anh ấy thì không có buồn. You were happy là bạn thì hạnh phúc. They weren't cold là họ thì không có lạnh. Họ thì không có lạnh, không bị lạnh ha. You were thì mình để ý ở đây đối với những cái ngôi số nhiều như là you, they thì mình sẽ dùng cái động từ to be là were và weren't ha. Rồi bài cuối cùng của mình là mình học về có một vài và không có bất kỳ cái gì cả. There were some children là có một vài đứa trẻ. Mình nhớ nha, đây mình đang học về thì quá khứ đơn. Và động từ to be chia là were và weren't. Và không có bất kỳ thì mình là there weren't any man. Không có bất kỳ một người đàn ông nào. Rồi, ok, rồi bây giờ mình sẽ cùng chuyển qua sách Family Tree. Mình sẽ học phần đầu tiên. Phần đầu tiên thực ra là nó ôn tập lại những cái kiến thức trước. Thì mình kết hợp luôn trong phần này. Family tree mình cùng ôn tập đầu tiên về family, cách gọi tên một số thành viên trong gia đình. Bây giờ mình sẽ cùng nghe mọi người ha. Grandma. Grandpa. Mom. Dad. Aunt. Uncle, brother, sister, cousin. Rồi, thì cái phần này mình đều đã học qua hết rồi. Cho nên là mọi người hãy nghe, mọi người nghe thôi ha. Tiếp theo nè, là mình có đến family tree thì kiến thức nhiều hơn, chữ của nó làm nhỏ hơn. Mình sẽ phóng nó bự lên. Rồi. Thì phần bài tiếp theo mình sẽ cùng đọc và mình dịch, mình điền những cái nhân vật này vào. Xong sau đó mình sẽ nghe và kiểm tra lại. Bây giờ mình sẽ đọc và dịch những cái nào cần dịch cho mọi người ha. Hello, I'm Leo and I'm 11. Amy is my sister. We've got a big family. We got là có, chúng tôi có một gia đình lớn. Tiếp theo Holly nói là hi, I'm gì đó. I'm 7. Max is my brother. He's 9.
Mi nói là hi, I've got a grandma and a grandpa too. I've got an aunt and an uncle. We've got two cousins. Leo nói là hello, I've got a sister. Tôi có một người chị. She's seven. She's seven. We've got two cousins. Their names are Amy and Leo. Rồi, ok mọi người ha. Bây giờ mình sẽ cùng nghe và kiểm tra lại cái phần mà mọi người điền vô số 234 là gì. I'm Leo, and I'm 11. Amy is my sister. We've got a big family. Hi, I'm Holly. I'm 7. Max is my brother. He's 9. Hi, I'm Amy. I've got a grandma and a grandpa too. I've got an aunt and an uncle. And I've got two cousins. Hello, I'm Max. I've got a sister. Her name is Holly. She's 7. We've got two cousins. Their names are Amy and Leo. Ok. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ viết đúng hoặc là sai ha. Phần này mình ôn tập về cái so sánh hơn. Ví dụ nè, the red car is bigger than the blue car. Là cái xe màu đỏ thì bigger, lớn hơn cái xe màu xanh dương. Tương tự những cái phần kia thì mọi người cùng tự đọc và điền phần này ha. Tại vì cái này là phần ôn tập thôi, mình sẽ đi qua nhanh. Phần 2 của mình, the elephant is bigger than the monkey. Người ta cho sẵn cái tính từ là big ở trong ngoặc. Thì bây giờ mình chỉ cần điền là bigger. Mình chú ý là mình phải gấp đôi chữ g lên. Do đây là tính từ có một âm tiết, big một âm, và trước cái âm cuối cùng lại là một cái nguyên âm là chữ I, cho nên mình sẽ gấp đôi lên. Còn chữ taller thì mình chỉ cần điền chữ R vào thôi, mình không cần gấp đôi chữ L lên nữa. Thì ở đây mình đã có sẵn những cái chữ tall và chữ fast và chữ small ở bài trên rồi, mọi người chỉ cần nhớ và điền xuống đọc dịch được ha. Tiếp theo mình điền true false, đúng sai nè. It was sunny. Trời nắng. À đúng rồi, mọi người thấy không? Quạt nè, nóng nè. Nên là trời nắng. Rồi. 2. The children were sad. 3. The girl was hungry. 4. The boy was thirsty. 5. Mom and dad were cold. Thirsty là khát nước mọi người nha. Tiếp theo mình cùng nghe để ôn tập về 12 tháng trong một năm. À phần này là mình học mới. Sorry mọi người, mình chưa học phần này. Listening 3. Listen and sing. 12 months in a year. Là tháng. In a year là trong một năm. January tháng 1. February tháng 2. March. March tháng 3. April tháng 4. May là tháng 5. June tháng 6. July. July mọi người không phải ly nha. July tháng 7. August. August tháng 8. September. September là tháng 9. October. October tháng 10. November. November tháng 11.
December. December là tháng 12. Mọi người cùng học và nhớ cái phần này ha. Phần speaking của mình sẽ luyện tập hỏi là when's your birthday? When là gì? Khi nào? Birthday là sinh nhật. Khi nào là sinh nhật của bạn? My birthday is in June. Sinh nhật của tôi là vào tháng 6. Rồi mình hỏi là how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? I'm 9. Tôi 9 tuổi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nghe để luyện tập về cái con số mọi người ha. Nghe liên tục hai bài luôn. 4. Listen and point. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rồi, thì phần này mình chỉ ôn tập lại thôi. Những cái này là mình đã học hết rồi ha. Bây giờ cái phần quan trọng là mình sẽ học cái cách nói tiếp từ 21 tới 29 như thế nào. Mình biết cách này thì mình có thể nói được 31 đến 39, 91 đến 99. Đầu tiên mình sẽ cùng nghe trước mọi người ha. Rồi, thì khá là đơn giản, mình chỉ cần kết hợp từ 1 đến 9 để mình nói là 21 là 21, 22, 23, 32, 30. Mình phải nhớ cái phần mà giống như phần trên này mình học nè, mình phải nhớ cái phần số chẵn trước. 31, 32, 37, 41, 42, cứ tương tự như vậy ha. Rồi, thì mình xong cái phần số, coi như bây giờ từ 1 đến 100 là mình đã nói được tất cả các con số từ 1 đến 100 rồi. Phần 3 của mình là mình làm phép cộng. 10 plus là cộng 50. 10 cộng với 50 is 60, là 60. Cái này giống như mình làm toán vậy á. Thì mình vừa làm vừa đọc để mà mình nhớ cái âm ha. Rồi, ok mọi người. Thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đã ôn tập được cái family 2, tất cả những cái điểm phương pháp quan trọng, và khởi đầu family 3, học được tất cả cái cách đếm số từ 1 đến 100, các cái thứ trong tuần, tháng trong năm. Như vậy là mình cũng học được tương đối những cái ngữ pháp cơ bản. Mọi người thấy hôm qua family 2 là khác liền, chữ của người ta in nhỏ xíu lại á, có nghĩa là mình sẽ học nhiều hơn, nhiều kiến thức hơn. Cho nên là bắt đầu nó sẽ nâng cấp cái độ khó lên dần dần rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì nó sẽ nâng cấp từ từ lên chứ nó không quá khó. Nên là mình cảm thấy đây là cái điểm rất hay của bộ sách này. Và mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục tạo thêm cái động lực và niềm đam mê học tiếng Anh cho bản thân để tiếp tục đến hết 6 quyển trong bộ sách này. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để chúng ta cùng có thêm động lực để học bài tốt hơn nữa. Và mình xin chào mọi người.